Điều trị adenovirus thì điều trị như thế nào, và chúng ta chăm sóc và theo dõi bé như thế nào, đây là điều hết sức quan trọng, đúng không ạ? Tại vì có những trường hợp mà mình đi khám thì cũng chỉ là rửa mũi, xịt mũi rồi tăng đề kháng và về theo dõi thôi, đúng không? Thì cũng chưa dùng được gì cả. Tại vì adenovirus thì nó là một loại virus, cho nên kháng sinh hay là corticoid hay là kháng histamine nó đều không có tác dụng. Các em phải hiểu rõ cái điều này đã. Không có các em lạm dụng thuốc là hỏng hệ tiêu hóa con mình ngay, có hiểu không ạ? Đấy. Thì đầu tiên mình phải hiểu là adenovirus là cái gì. Adenovirus nó là một loại virus đường hô hấp, nó gây viêm đường hô hấp, đúng không ạ? Đấy. Và adenovirus thì nó sẽ không bị tiêu diệt bởi kháng sinh, và corticoid hay là kháng histamine hay là bất kỳ cái thuốc nào đó đều không có tác dụng trên con virus này nhá. Còn thuốc kháng virus thì đối với trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ thì đang khuyên cáo không dùng, đúng không ạ? Đấy là đầu tiên mình phải hiểu nó là cái gì đã. Đấy, virus là cái gì. Đấy. Và cái biểu hiện bệnh nó gây ra đó là bé đầu tiên là hắt xì hơi, sau đó chảy mũi trong, đúng không? Đấy, sau đó bé nó sốt, đấy, bé nó ho. Đấy là các cái dấu hiệu mà chúng ta có thể nhận biết được, bà mẹ nào có thể quan sát được. Adenovirus này thì mình chăm như thế nào, đúng không ạ? Thì mình chăm như sau này. Thứ nhất là khi con mình nó sốt nhá, đấy, nó ho, ở đây là ho khan, ho không có đờm, bé chảy mũi trong, bé hắt xì hơi, đúng không ạ? Thế thì trong những cái thời gian đầu nó bị nhiễm adenovirus, đúng không ạ? Thì chúng ta chỉ có chăm sóc bé bằng cách hạ sốt mà thôi. Đấy nhá. Nhớ, chỉ bằng cách hạ sốt, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, bổ sung vitamin và khoáng chất để tăng cường sức đề kháng cho bé, để cho bé nhanh khỏi hơn. Đấy là cách duy nhất phải làm, và chúng ta không cần phải thuốc men bất kỳ cái điều gì cả, tại vì nó không có tác dụng. Đấy là giai đoạn đầu, là giai đoạn nó bị nhiễm virus. Còn nếu như sức đề kháng của bé tốt, các bạn chăm bé tốt, ăn uống đầy đủ, bổ sung vitamin, thì có rất nhiều sản phẩm nó có thêm các thành phần đó. Ví dụ như là vitamin nó còn trộn thêm cả lysine này, các cái enzyme này, rồi canxi, sắt này. Thì cái việc đó ấy, các bạn nghĩ rằng bổ sung một lần được nhiều chất, nó không có tác dụng và nó cản trở hấp thụ của nhau. Có hiểu chưa các bạn? Cho nên mình chỉ bổ sung vitamin thôi để nó tăng hấp thụ cao nhất. Nhá. Uống vào dạ dày rồi nó cần phải được hấp thụ vào máu, đi đến toàn cơ thể để nuôi hệ miễn dịch. Và vitamin chính là thức ăn của hệ miễn dịch. Các em có hình dung chưa? Phải hiểu điều đó nhá. Và cái việc tăng đề kháng thì các bạn cần phải tăng hàng ngày nhá. Vì có rất nhiều bạn là con ốm mới tăng đề kháng. Các bạn nhớ rằng tăng đề kháng ấy nó giống như mình làm đẹp đấy các em. Có giờ đợi da mình sạm rồi, mình nhiều mụn rồi, bắt đầu mình mới đi đắp mặt, mới đi trị, đúng không ạ? Không phải như vậy, mà chúng ta sẽ chăm sóc sắc đẹp của mình ngay khi mình còn đang đẹp. Và cái liệu trình tăng đề kháng ấy, cứ 3 tháng mình sẽ có một liệu trình 3 tháng 1, và sau đó mình sẽ nghỉ 1 tháng để cho cơ thể nó điều tiết lại, và sau đó mình sẽ tiếp tục. Đấy là cái lộ trình tăng đề kháng của con bạn là như vậy. Đơn giản nhớ nhá. Vitamin là phải lựa chọn các cái vitamin nó chỉ chứa vitamin thôi, không cần thêm bất kỳ một thành phần nào khác cả. Em hiểu không ạ? Đấy. Tại vì thêm bất kỳ thành phần nào nó đều tương tác dược lý với nhau và nó cản trở hấp thụ của nhau, và nó không có hiệu quả đâu nhá. Đấy là bổ sung vitamin để tăng cường đề kháng. Cho nên là dấu hiệu bội nhiễm để chúng ta đưa con đi khám và dùng kháng sinh là như sau. Tức là cái giai đoạn bội nhiễm nhé, thì nó biểu hiện như sau này. Bé ho này, bắt đầu ho nặng đờm, ho có đờm. Đấy, nó chuyển từ không đờm sang có đờm. Đấy. Mũi của bé ấy, bắt đầu chảy dịch rất là nhiều, chảy mủ này, mùi rất là tanh và hôi. Rồi bé nó li bì, nó mệt mỏi, lưỡi của nó trắng, nó tưa, nó bỏ ăn. Đó là dấu hiệu con bạn bị bội nhiễm. Và trong trường hợp bé bị bội nhiễm như vậy thì các em cần phải đi khám và phải có phác đồ kháng sinh chuẩn để điều trị, được không ạ? Hãy ấn nút đăng ký kênh để theo dõi và cập nhật những video mới nhất về chăm sóc sức khỏe, về dinh dưỡng cho trẻ em, để nuôi con không còn là nỗi vất vả, mà nuôi con là một hành trình hạnh phúc. Nếu có câu hỏi nào, các em hãy để lại bình luận dưới video hoặc gọi đến số hotline để được hướng dẫn nhanh nhất.